Họp báo U23 Việt Nam đối đầu U23 Malaysia, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn báo tin cực vui, người hâm mộ sung sướng ngất ngây. Sáng 19 tháng 4, không khí tại phòng họp báo trước trận U23 Việt Nam gặp U23 Malaysia ngày mai đã trở nên vô cùng thoải mái và tích cực khi huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn, thuyền trưởng của U23 Việt Nam, xuất hiện với tinh thần hứng khởi và đầy tự tin. Ông không chỉ chia sẻ về sự chuẩn bị của đội nhà mà còn bày tỏ niềm tin lớn vào một trận đấu hấp dẫn sắp tới. Trong buổi họp báo, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã dành thời gian nói về chiến thắng 3-1 trước U23 Coes mà ông cho là đã qua đi và ông đang hoàn toàn tập trung cho cuộc đối đầu với Malaysia. Ông nói: "Trận đấu với Coes đã là quá khứ, giờ tôi chẳng còn nhớ gì về nó. Trong suy nghĩ của tôi lúc này chỉ có U23 Malaysia và ông Juan Torres Garrido bên cạnh tôi đây." Không chỉ đơn thuần là một cuộc thi đấu, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn còn nhấn mạnh về tinh thần thể thao và sự phát triển chung của bóng đá Đông Nam Á. Ngày mai sẽ là trận đấu hấp dẫn. Hy vọng cả hai đội đều có màn trình diễn tuyệt vời. Tôi nghĩ U23 Việt Nam hay Malaysia thắng cũng được, chúng ta sẽ cùng nhau tiến bộ, cùng đưa bóng đá Đông Nam Á thu hẹp khoảng cách với châu Á. Những tuyên bố này đã khiến người hâm mộ U23 Việt Nam cảm thấy phấn khích và tin tưởng vào khả năng của đội nhà trong trận đấu sắp tới. Thêm vào đó, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn cũng đã thông báo một số tin tức tích cực về tình hình lực lượng, bao gồm việc các cầu thủ đã sẵn sàng và không gặp vấn đề gì nghiêm trọng sau trận đấu đầu tiên. Nếu U23 Việt Nam đánh bại U23 Malaysia với bất kỳ tỷ số nào và U23 Uzbekistan không thua U23 Costa, đội tuyển U23 Việt Nam sẽ giành vé vào tứ kết. Đây là một tín hiệu vô cùng tích cực, làm dấy lên niềm hy vọng trong lòng người hâm mộ rằng U23 Việt Nam có thể tiến sâu hơn nữa trong giải đấu. Tuy nhiên, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn cũng nhấn mạnh rằng mọi chuyện sẽ được quyết định trên sân cỏ và đội của ông sẽ không được phép lơ là hay tự mãn. Các cầu thủ U23 Việt Nam đang được đặt vào tâm điểm và họ cần chứng minh rằng họ xứng đáng với niềm tin mà người hâm mộ dành cho họ. Trong buổi họp báo, khi được hỏi về tình hình lực lượng đội U23 Việt Nam sau trận đấu với U23 Coet, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã cập nhật một số thông tin quan trọng. Ông cho biết, chúng tôi đã gặp một số tổn thất nặng nề về mặt nhân sự sau trận đấu đó, đặc biệt là trường hợp của Nguyễn Đình Bắc, người đã dính chấn thương nặng và buộc phải chia tay giải đấu sớm. Đây là một mất mát lớn cho chúng tôi vì Bắc là một trong những cầu thủ quan trọng trong sơ đồ chiến thuật của tôi. Ngoài ra, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn cũng đề cập đến trường hợp của Nguyễn Ngọc Thắng, người phải nhận án phạt treo giò một trận do chiếc thẻ đỏ trong trận gặp U23 Coet. Huấn luyện viên nói, đúng là việc Thắng không thể thi đấu ở trận gặp U23 Malaysia là một thiệt thòi, nhưng chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng cho tình huống này. Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn bày tỏ sự tự tin vào đội hình hiện tại. Chúng tôi có một danh sách cầu thủ rất chất lượng với nhiều người có thể thay thế xuất sắc. Tôi tin tưởng vào khả năng và tinh thần chiến đấu của từng thành viên trong đội. Dù mất đi một vài cá nhân, nhưng chúng tôi vẫn có đủ lực lượng mạnh mẽ để đối đầu với mọi thử thách. Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn cũng nhấn mạnh rằng mặc dù đối mặt với những khó khăn nhất định, nhưng U23 Việt Nam không hề cảm thấy lo lắng mà thay vào đó, họ đang rất hào hứng và sẵn sàng cho các trận đấu tiếp theo. Chúng tôi luôn hướng tới mục tiêu chiến thắng trong mỗi trận đấu và tôi tin tưởng rằng với tinh thần và sự chuẩn bị kỹ lưỡng, U23 Việt Nam sẽ tiếp tục làm nên chuyện tại giải đấu này. Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn nhấn mạnh sự cần thiết của việc cải thiện hiệu suất của đội so với trận ra quân trong bối cảnh U23 Việt Nam chuẩn bị cho cuộc đối đầu sắp tới với U23 Malaysia. Trong buổi họp báo, ông chia sẻ: "Trận đầu tiên chúng tôi đã giành chiến thắng nhưng thực sự còn nhiều điều cần phải cải thiện." các cầu thủ của tôi đã được nhìn nhận lại những sai sót và chúng tôi đã làm việc chăm chỉ để khắc phục. Ông tiếp tục, chúng tôi biết rằng mỗi trận đấu tại đây là một thách thức và mục tiêu của chúng tôi là tiếp tục cải thiện và đưa ra màn trình diễn tốt nhất có thể. Toàn đội đang rất quyết tâm và sẵn sàng chiến đấu hết mình. Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn cũng đề cập đến tầm quan trọng của việc giữ vững tinh thần và sự tập trung. Tôi đã nói với các cầu thủ rằng họ cần phải giữ vững tinh thần chiến đấu và tập trung cao độ trong suốt 90 phút. Chúng tôi không được phép mắc sai lầm như trong trận gia quân nếu muốn tiến xa hơn nữa tại giải đấu này. Cuối buổi họp báo, vị huấn luyện viên quê Khánh Hòa cũng bày tỏ lòng biết ơn đối với người hâm mộ đã luôn ủng hộ đội tuyển. Tôi muốn gửi lời cảm ơn sâu sắc tới các fan hâm mộ đã không ngừng ủng hộ chúng tôi. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để không phụ lòng các bạn và mang lại niềm vui chiến thắng. Bằng việc đưa ra những điều chỉnh cần thiết và tăng cường tinh thần chiến đấu, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn và U23 Việt Nam hy vọng sẽ có thể tiếp tục mang lại những kết quả tích cực không chỉ để tiến bộ trong giải mà còn để làm hài lòng người hâm mộ. U23 Malaysia vừa thua 0-2 trước đối thủ U23 Uzbekistan ở một trận đấu mà họ có sự khởi đầu không tệ. Tuy nhiên từ một tình huống phạm lỗi khá thô bạo của Siahi Basa với đối thủ trong vòng cấm khiến đội bóng trẻ Đông Nam Á phải nhận quả phạt đền, từ đó đánh mất thế trận nhanh chóng. Thực tế ở cuộc so kè ấy, U23 Uzbekistan chơi không quá vượt trội, thậm chí họ còn khá bế tắc trong những đường tấn công của mình. Nhưng U23 Malaysia còn thi đấu tệ hơn. Mặc dù rất muốn tràn lên tìm bàn thắng cân bằng tỷ số, nhưng họ gần như vô vọng trong việc xâm nhập khung thành của đối thủ để rồi sau đó bị thua thêm bàn nữa. Ở chiều ngược lại, U23 Việt Nam đã có chiến thắng chung cuộc 3-1 trước U23 Costa. Xem trận đấu, người hâm mộ có thể thấy vui về tỷ số, nhưng chẳng ai có thể hài lòng với cách thể hiện của các cầu thủ trẻ Việt Nam trong trận đấu, đặc biệt chúng ta bị mất người ở phút bù giờ cuối hiệp 1 vì một sai lầm ngớ ngẩn của hậu vệ Ngọc Thắng. Ngay sau trận đấu, Huấn luyện viên trưởng Hoàng Anh Tuấn đã chia sẻ: "Tôi chỉ hài lòng về kết quả. Hiệp 1 các cầu thủ bị tâm lý nên chưa thể hiện được hết những gì tốt nhất, khiến trận đấu diễn ra theo chiều hướng khó khăn. Điển hình nhất là tấm thẻ đỏ vào phút bù giờ hiệp 1. Thực sự tôi muốn nói với các cầu thủ của mình hãy quên trận thắng này đi. Đối phương không có gì đặc biệt, vấn đề là U23 Việt Nam đã không chơi tốt như trình độ vốn có." với thất bại ở trận gia quân, U23 Malaysia đang rất muốn có điểm trong cuộc đối đầu với đối thủ được xem là cân tài ngang sức như U23 Việt Nam. Tuy nhiên chắc chắn thầy cho huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn chẳng thể cho họ thỏa nguyện, nhất là khi đối thủ đã lộ ra khá nhiều điểm yếu trong trận mở màn gặp U23 Uzbekistan. Dẫu thế U23 Việt Nam cũng phải chám được những lỗ hồng của mình trong trận thắng U23 Coet và hàng công phải xuyên thủ được hàng thủ trời rất chắc chắn của Malaysia, cũng như tận dụng được cơ hội để ghi bàn vì chẳng dễ có những bàn thắng theo kiểu biếu không như trận mở màn vừa qua. Sau tương quan lực lượng sau trận gia quân, U23 Việt Nam đang có lợi thế hơn nhiều so với đối thủ U23 Malaysia, nhất là khi thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn vừa có trận thắng cách biệt 3-1 trước U23 Kuwait để tạm vươn lên dẫn đầu bảng. Đấy là minh chứng rõ nét nhất. Xét đối đầu, cả hai đội bóng trẻ Đông Nam Á đã có đến 6 lần đối đầu nhau, ở đó U23 Malaysia chỉ thắng 1 trận nhưng thua đến 5. Trận thắng của U23 Malaysia trước U23 Việt Nam đã diễn ra cách đây 11 năm tại SEA Games 2013 trên đất Myanmar. Còn lại chiến thắng đều thuộc về đội bóng trẻ Việt Nam. Đấy có thể xem là lợi thế tinh thần của thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn trong trận đấu này. Trận này cả hai đều muốn thắng nhưng lợi thế đang nghiêng về U23 Việt Nam. Tuy nhiên để có thể chiến thắng, các học trò của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn phải tận dụng được những cơ hội có được và những miếng đánh của họ phải khoan thủng được hàng thủ chắc chắn của đối thủ Kết quả của U23 Việt Nam trước U23 Coet là chiến thắng trong trận chính thức đầu tiên của bóng đá Việt Nam trong năm 2024. Nhưng vẫn còn đó những điều mà các cầu thủ phải cải thiện nếu muốn đi sâu ở giải đấu này. Có một thống kê đáng chú ý, đấy là tính từ đầu năm 2024 cho đến nay, bóng đá Việt Nam thuộc cấp độ đội tuyển quốc gia như đội tuyển nam, U23 nam, nữ, futsal chưa có chiến thắng nào ở một trận chính thức. Trong đó đội tuyển Việt Nam thua 3 trận từ vòng chung kết Asian Cup 2023 đến hai lượt vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Á, U20 nữ Việt Nam cũng không thể tạo nên bất ngờ ở vòng chung kết U20 nữ châu Á khi thất bại trước Triều Tiên, Trung Quốc và Nhật Bản. Mới nhất, Futsal Việt Nam cũng thủ hòa một đều trước Futsal Myanmar. Vậy nên chiến thắng của U23 Việt Nam trước U23 Kuwait đêm thứ tư vừa qua tại trận ra quân vòng chung kết U23 châu Á 2024 có ý nghĩa tinh thần lớn, giúp người hâm mộ Việt Nam có thêm sự tin tưởng quan tâm đến bóng đá nước nhà. Theo thống kê của VFF, trận thắng U23 Coet cũng là thắng lợi đầu tiên trong lịch sử các trận gia quân của U23 Việt Nam ở đấu trường U23 châu Á. Trước đó, U23 Việt Nam chỉ toàn hòa và thua trong những trận gia quân ở đấu trường này. Ngoài ra, đây cũng là trận gia quân đầu tiên mà U23 Việt Nam ghi được 3 bàn thắng. Trong các giải đấu trước đó, U23 Việt Nam chỉ ghi được tối đa 2 bàn trong trận đấu gia quân. Bùi Vĩ Hào cũng trở thành cầu thủ U23 Việt Nam đầu tiên trong lịch sử ghi được cú đúp bàn thắng trong trận đấu đầu tiên của giải đấu. Nguyễn Văn Tùng cũng trở thành tiền đạo Việt Nam đầu tiên ghi bàn ở hai trận mở màn liên tiếp của vòng chung kết U23 châu Á năm 2022 và 2024. Nhìn vào tổng thể màn trình diễn của U23 Việt Nam trước U23 Coet, hiệp 2 chứng kiến các học trò của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn chơi mạch lạc hơn so với 45 phút đầu tiên. Việc Ngọc Thắng chịu thẻ đỏ ở cuối hiệp 1 cũng cho thấy khả năng ứng biến của nhà cầm quân Khánh Hòa. Ông lập tức chuyển từ sơ đồ 3 trung vệ sang 4 hậu vệ, cụ thể là 441, mất một cầu thủ bị thẻ đỏ nhằm tạo sự cân bằng cho U23 Việt Nam. Những phương án thay người đa phần tạo ra giá trị. Theo đó, Văn Trường và Vĩ Hào góp công lớn vào chiến thắng 3-1 của U23 Việt Nam trước U23 Coet. Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn thừa nhận rằng các cầu thủ U23 Việt Nam đang gặp vấn đề về mặt tâm lý. Ông nói, ở hiệp 1, các cầu thủ bị tâm lý nên chưa thể hiện được hết những gì tốt nhất Khiến trận đấu diễn biến theo chiều hướng khó khăn, điển hình nhất là tấm thẻ đỏ vào phút bù giờ hiệp 1 đã bộc lộ sự căng cứng về tâm lý của cầu thủ. Các pha lên bóng của đội tuyển Việt Nam phần nhiều đều cho thấy sự rời rạc, thiếu liên kết và điểm kết trong những tình huống này thường là biển quảng cáo chứ không phải là đồng đội hay khung thành đối phương. Thậm chí mặc dù thiếu người nhưng Coes vẫn có một số pha hãm thành làm cổ động viên Việt Nam thót tim. Ở góc độ cá nhân, nhiều cầu thủ của U23 Việt Nam xử lý bóng bất ổn. Tấm thẻ đỏ của Ngọc Thắng thực sự không thể bào chữa. Ở tâm thế một trong những cầu thủ có thể lượng ra sân nhiều nhất Village tại đội tuyển U23 Việt Nam, Ngọc Thắng lại xử lý tình huống tệ dẫn đến bất lợi cho chính mình và đội nhà. Thủ môn quan Văn Chuẩn cũng ra vào chưa hợp lý, nhiều tình huống anh băng lên không phù hợp với khâu đánh chặn của đồng đội. Cuối trận đấu, Văn Chuẩn và Duy Cương còn tranh bóng với nhau dẫn đến cơ hội nguy hiểm cho đối phương. Những pha xử lý lỗi không phải đến từ những người ít được nhắc tên mà lại là những cầu thủ được ra sân nhiều hoặc đã từng lên đội tuyển quốc gia. Có lẽ để dập tắt được hết những hoài nghi kết quả và màn trình diễn trên sân trong trận U23 Việt Nam gặp U23 Malaysia sẽ cần phải được khẳng định rõ ràng và thuyết phục hơn.